Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay em về được một con đánh bóng là Tâm nha anh em. Nó hiệu Rupet ha. Rồi. Thì máy này nó có điều tốc là 6 số nha anh em. Đó, bây giờ em xin đọc cái thông số cho anh em mình nha. Rupet mã của nó là LHR15 115 nha anh em. Đó, điện là điện 100W nha. Con này công suất của nó là 500W nha. Dòng tua là 2.500 đến 5.300 dòng trên phút nha anh em. Đó. Cái Made in Italy luôn nha anh em, của Ý ha. Đó, thương hiệu của Ý ha. Đây, đó, anh em mình nhìn ha. Giờ em test máy anh em mình xem ha. Ok luôn nha anh em. Đó. Thì anh em quan tâm đến con đánh bóng là Tâm hiệu Rupet này thì liên hệ em nha. Cảm ơn em.